Hôm nay là Tết Trung Thu, ngày Tết mà mọi thiếu nhi đều chờ đón để được xem bùa lân, phá cỗ đêm rằm. Tuy nhiên, đối với các em thiếu nhi địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ miền Bắc, Trung Thu năm nay thật buồn. Cảm thông chia sẻ với những mất mát, đau thương, các trường học trên địa bàn tỉnh đã quyết định không tổ chức các hoạt động vui đón Trung Thu như thường lệ, mà thay vào đó là các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, trong đó có các em học sinh đồng trang lứa. Các hoạt động được phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình, cho thấy càng trong khó khăn, sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia lại càng được hun đúc, nhân lên gấp bội lần. Theo truyền thống, hoạt động vui Trung thu của trường tiểu học Quang Trung sẽ được tổ chức với rất nhiều chương trình như múa lân sư rồng, xem ảo thuật và phá cỗ liên hoan. Tuy nhiên năm nay, những chương trình đó đã được gạt lại, phần kinh phí sẽ được nhà trường sử dụng cho hoạt động đóng góp, ủng hộ các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, các em học sinh bằng các phần tiền tiết kiệm của mình, dù nhỏ thôi nhưng cũng mong muốn được quyên góp để ủng hộ thêm cho các bạn học sinh đồng trang lứa đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Em muốn chia sẻ một ít tấm lòng của em cho các bạn nhỏ ở miền Bắc vì các bạn đã bị mất gia đình và mất nhà cửa. Em rất thương nên em muốn chia sẻ một ít tiền cho các bạn đó. Em muốn các bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Em xem trên TV thì em thấy các bạn ở miền Bắc rất là tồi vì nhà các bạn bị sập. Và em có ý kiến là mọi người hãy quyên góp cho những bạn ở miền Bắc. Em mong muốn các bạn được đi học trở lại và có cuộc sống tốt hơn. Con thấy là các bạn vùng miền Bắc thì rất là tội nghiệp. Cha mẹ có thể là cha mẹ của các bạn đã mất và nhà của các bạn đã không còn nữa. Và con muốn chia sẻ một số tiền tiết kiệm của con và sách vở của con đến những các bạn mà đang không có trường hoặc nhà đang bị sập. Như đây là không phải là một số tiền lớn nhưng mà con đã tiết kiệm rất là nhiều để mà con có thể ủng hộ đồng bào dân miền Bắc và con mong là hẳn sẽ hết bão để mấy bạn sống được một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Đây là gì? Việc tổ chức Trung thu gọi gọn để ủng hộ miền Bắc được phát động ở rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này không chỉ thể hiện được tinh thần chia sẻ lá lành đùm lá rách mà còn là một hình thức giáo dục sinh động giúp các em bồi đắp thêm sự nhân ái trong nhân sinh quan. Qua đó góp phần đào tạo nên một thế hệ học sinh không chỉ có tài mà còn có đức, có lòng trắc ẩn, có tình yêu thương. Con giúp các bạn là con trích tiền của con từ chọn lá bạc hồ, từ học sinh xuất sắc và tiền của phương tặng cho con là lấy số tiền đó để quyên góp cho các bạn vùng bão lụt. Mấy bạn bị lũ cuốn với là mất ba mẹ, sách vở khi bị ướt bị hư hết, con quẹt nhà, rửa xe, rồi xong rồi lo đồng xong rồi ba cho con tiền, rồi con đi ủng hộ mấy bạn. Những ngày qua, hình ảnh về các em thiếu nhi ở vùng bão lũ khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Dù biết rằng sẽ chẳng có gì bù đắp được nỗi đau mất người thân mà các em đang gặp phải, nhưng tình yêu thương san sẻ của mọi người cũng sẽ làm cho các em cảm thấy ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn, trở lại với trường lớp, với cô thầy. Những món quà Trung thu mà thiếu nhi Thừa Thiên Huế gửi đến chính là một trong những niềm an ủi đó. Mong rằng với tình cảm ấm áp này, học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ sớm ổn định cuộc sống, để năm sau sẽ là được đón Trung thu trong niềm vui.